Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Tôi Có Bệnh, tập 29. Vẫn là tới rồi. Quá để ý phát triển của sự việc, gõ cửa, giả vờ bán bảo hiểm, xác nhận tình hình. Đều là nghề mặc vét, không khác nhau lắm. Tại sao cửa lại khép hờ? Rác cũng được dọn sạch rồi. Lẽ nào thực sự xảy ra chuyện rồi? Lý Thành Khê ơi, Lý Thành Khê, anh đừng lại phạm sai lầm nữa đấy. Có người bên trong đang nói cái gì? Nghe không rõ. Hỏng rồi. Động tác này có phải không ổn lắm không? Nhưng thực sự rất lo lắng. Tiếng đối thoại của một nam một nữ rất mơ hồ. Nhưng dù thế nào đều không thể ở lại nhà người khác lâu quá. Ra ngoài trước đi. Cạch. Ừ. Chuyện bán ra kia làm phiền anh rồi. Chúng tôi muốn dọn đến khu mới, cho nên trang trí phòng cũ chính là để có thể nhanh chóng bán được, cho nên giá cả cũng dễ thương lượng. Được, tôi sẽ cố gắng lo tìm người mua giúp cô. Đợi đã, bọn họ đang nói cái gì thế? Bán nhà? Còn cả giọng nói này có chút quen tai, giống như là chị Minh. Vậy không làm phiền nữa, tôi đi trước đây. Ừ, tôi tiễn anh. Kỳ Linh, nữ 30 tuổi, con gái cả Kỳ Gia, quân hàm thiếu tá. Thật sự là chị đấy. Lạch cạch. Là vì tìm người xem nhà nên mới không đóng cửa. Nhưng không thể nào. Chị Linh không phải vẫn luôn ở trong quân đội chấp hành nhiệm vụ bí mật hay sao? Không lý nào đột nhiên trở về còn thành chủ nhà. Huống hồ tối qua chính mắt thấy người đàn ông trung niên sống ở đây, còn có đứa trẻ bị ngược đãi. Rốt cuộc là chuyện gì? Mời đi bên này, vất vả rồi. Liên lạc sau, không cần tiễn nữa. Phù. Trên tầng có người nhìn trộm, nhưng hành động của tổ chức không có bất kỳ sơ hở nào. Cho dù có điều tra thì cũng không điều tra được gì. Làm lơ đi. Chị và Lý Thành Khê có quan hệ gì? Nga. Ừ, là em. Sao em lại ở đây? Rất lâu không về nhà rồi nhỉ? Tại sao em không thể ở đây? Vốn muốn đến bắt đối tượng ngoại tình của bạn trai, kết quả lại đụng phải chị gái của mình, nên nói là duyên phận sao? Cố nhịn nghi ngờ, gài bẫy quan trọng hơn. Em nói cái gì? Bạn trai? Lẽ nào em... Công rồi. Đúng vậy. May nhờ chị lúc trước ép xem tiểu thuyết BL, bây giờ công đến nỗi không thể công hơn. Chị ơi, chị đang xem cái gì vậy? Trời ơi, giết tôi đi. Tại sao tôi phải giả gây trước mặt chị ruột? Chị có thể hiểu loại chuyện này. Nhưng trưởng bối bọn họ, Kỳ Gia ước gì không có đứa con trai như em. Không phải. Cụ thể là chuyện gì phải nói rõ ràng trước. Này thì liên quan gì đến Lý Thành Khê? Mắc câu rồi. Chị ấy quả thật là quen biết Lý Thành Khê. Anh ấy là bạn trai của em. Hả?
Có cần khó hiểu như vậy không? Lý Thành Khê, anh ấy. Chọn ai làm em rể cũng được, chỉ có Lý Thành Khê là không được. Tuyệt đối không được. Ồ, tại sao? Có cửa. Bác sĩ Lý vừa đẹp trai lại dịu dàng, còn có bệnh viện thú y của mình. Ngoài hay đột nhiên biến mất một thời gian ra, không có tật xấu gì khác. Hay là nó chị Lĩnh biết những chuyện xấu liên quan đến anh ấy? Đây không phải là điều mà em nên biết. Tóm lại, sau khi về nhà lập tức chia tay với cậu ta, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt cậu ta nữa, có biết chưa? Hả? Cái gì cũng không giải thích còn bắt em chia tay, sao có thể được? Chị không nói thì em đi hỏi Lý Thành Khê là được. Dù sao trong anh ấy cũng không giống ngoại tình. Kỳ nha, Lý Thành Khê vô cùng nguy hiểm. Chị sẽ không hại em. Vậy thì nói rõ ràng cho em, rốt cuộc anh ấy nguy hiểm chỗ nào? Phù, được rồi, nhưng đây không phải chỗ nói chuyện, em đi theo chị. Lạch cạch. Có thể vào phòng ngủ của đứa trẻ bị giam lúc trước xem sao. Cũng tốt,